Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc viết tập tiếp theo của câu chuyện chung cư quỷ dị của tác giả Thục Linh. Ở tập trước thì thầy Hòa đã trực diện đối diện với con quỷ đó bởi vì thầy Hòa đã đánh giá nó quá thấp. Hiện tại thì thầy Hòa đã bị nó bắt đi đâu mất tiêu rồi, xuyên qua những bức tường và lẩn khuất ở đâu đó. Chắc hẳn là các bạn cũng muốn biết là thầy Hòa bị nó bắt đi đâu, thì bây giờ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc ngay tập của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Rồi ngay sau đó, nghe tiếng vút, thầy Hòa đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng. Chết rồi! Người chú kia kêu lên sợ hãi, rồi tủ ra ngoài để tìm kiếm tung tích thầy Hòa. Đưa đứa bé ra khỏi đây mau! Người chú hét lên, chỉ vào người mẹ kế và đứa trẻ đang đứng trân trân ở ngoài, rồi cầu xin người cha đi tìm kiếm giúp. Ở một nơi nào đó khác, thầy Hòa bị giằng xé trong những màu sắc hỗn độn, cơ thể đau đớn như bị cắt ra thành từng mảnh. Tiếng cười man dại vẫn vang vọng bên tai. Ông không biết mình đang ở đâu, dùng hết sức bình sinh. Thầy Hòa giơ bàn tay đang nắm chặt viên đá thạch anh về phía đôi bàn tay đang kéo mình đi. Cơ thể thầy Hòa rơi mạnh xuống một bên vách tường rồi lăn xuống đất. Toàn bộ cơ thể thầy đều đang rỉ máu, yếu ớt vô cùng. Cú va chạm vừa rồi khiến thầy đau đớn không sao gượng dậy được. Cố mở mắt, ông nhận ra mình đang ở trong hành lang na ná tầng 11 ông hay đi. Thế nhưng ở đây có vẻ như là một tầng nào đó khác. Thật may rằng đã có thể thoát ra khỏi con quỷ đó. Lần này ông không hiểu mình đã sai ở đâu. Bỗng nhiên, ánh đèn dọc hành lang chớp tắt liên tục. Hòa ơi! Hòa! Hòa ơi! Thầy Hòa! Thầy Hòa có nghe thấy chúng tôi không? Có tiếng gọi vọng xuống từ phía cầu thang thoát hiểm. Tôi... ở đây! Ở đây! Tầng 5! Thầy cố gắng hét lên, hụt hơi, chóng mặt. Lúc này thầy cần pháp chế, không thể ở đây một mình được. Nghĩ vậy, thầy bèn chống tay gượng dậy, lết từng bước một về phía cầu thang. Tôi ở đây, mau lên, xuống đây. Thầy Hòa gọi với. Thế nhưng bóng đèn điện trên hành lang ngày càng lập lòe hơn. Thầy Hòa đồ thể đến cầu thang dễ dàng. Vừa bước qua khỏi khúc quanh, thầy nhìn thấy từ phía bên kia, cuối dãy hành lang trước mặt, cơn ác mộng đã hiện hữu. Trên trần nhà, có một bóng ma đang đứng im lìm trong ánh điện chớp tắt. Tiếng chuông gió từ đâu lanh canh vọng lại liên hồi. Con ma nữ với mái tóc xõa dài đứng ngược từ trên trần xuống, đôi chân lở loét của nó bám chặt lấy trần nhà một cách kỳ lạ. Thế rồi từ từ, nó chạy về phía thầy Hòa như một cơn bão. Nó vẫn chưa buông tha cho thầy. Tiếng nó rít lên trong gió. Thầy Hòa run rẩy, rút ra ba lá bùa thổi phong rồi nhậm chú vận bùa. Cơn gió thốc cản trở con ma nữ trong chốc lát. Thế nhưng cơ thể thầy Hòa đang chịu sang chấn, uy lực lá bùa cũng không thể nào mạnh mẽ được. Thầy lão đảo. Nếu để nó bắt được lần nữa, chắc e rằng tính mạng của thầy ngàn cân treo sợi tóc. Con ma nữ đã áp sát rất gần. Từ đằng sau vang lên tiếng động của một vật gì đó được đặt xuống sàn. Thầy, thầy, đây rồi, gương đây. Người chú nghe tiếng gọi của thầy Hòa đã kịp chạy xuống đúng lúc. Ông cùng bố bé Phương, thêm cả bố của Ly cũng đã mang tấm gương lên cùng với hai thứ, thùng sơn và chiếc túi phép. Thầy Hòa nhanh chóng nấp sau tấm gương khi con ma vồ tới. Nó thấy tấm gương trước mặt thì rú lên lùi lại. Thầy Hòa run run cầm túi thổ cẩm làm phép, hút con ma lại gần tấm gương. Uy lực không bàn cãi của túi phép này đã khiến con ma nữ gào thét, bám víu vào bờ tường nhưng cũng khó kháng cự. Nó bị hút vào trong chiếc túi. Thầy Hòa vội khóa chặt miệng túi lại. Thầy dùng tay ấn chỉ, hai ngón triển lên bốn góc của tấm gương dài, đoạn khẽ khàng mở túi, miệng không ngừng cầu chú. Tám dấu vân tay của thầy sáng rực lên. Vong ma đã bị hút vào trong tấm gương. Chiếc túi rỗng không. Thầy Hòa dục. Nhanh, nhanh sơn ngay lại. Nghe thấy vậy, người chú bèn mở hộp sơn đen, quét từng lớp lên trên tấm gương. Chiếc gương bây giờ như một cánh cửa đóng kín, không còn có thể nhìn thế giới bên ngoài từ trong gương nữa. Xong xuôi, sơn còn chưa khô, thầy đã rút ra một tấm bùa lớn, dính chặt vào đó. Mang lên đó, để vào chỗ cũ giùm cháu, nhớ rằng, chỉ... Thầy Hòa ngồi phịch xuống đất, ngất lịm đi. Thầy Hòa đã được đưa vào bệnh viện ngay buổi tối hôm đó. Vụ náo loạn trong khu nhà, kỳ lạ thay rằng không một ai biết cả. Cư dân chỉ nghe thấy tiếng chuông gió âm vang tòa nhà. Có lẽ, những người thầy sẽ không thể nào biết được tại sao họ lại thất bại nhiều lần đến vậy. Thầy Hòa nằm lơ mơ trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Thầy vẫn còn chưa nhận thức được mình đang ở đâu. Này! Này! Có tiếng gọi của ai đó. Thầy Hòa hướng mắt nhìn về tiếng gọi.
Thầy nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen quen. Cô gái đó đang khoác chiếc áo blue trắng, khoanh tay đứng ngoài cửa ra vào. Cháu đã bảo ở đây không có bổn phận của chú mà, sao không đi? Cô bé đó cười. Sao không đi? Sao không đi? Giọng nó xa dần. Thầy Hoa! Thầy Hoa! Tiếng gọi kéo thầy trở lại với thực tại. Thầy Hoa mở mắt ra, thấy trước mặt mình là chiếc quạt trần đang quay đều. Thầy tỉnh rồi, thầy thấy sao rồi? Đứng hai bên giường là một người chú và gia đình bé Ly đang gặng hỏi. Tôi đang ở... Thầy đang ở viện gần đây, sau vụ hôm qua thầy bất tỉnh, may mà không có chấn thương gì nặng, chỉ bị tím và xây xát nhiều chỗ. Thầy Hoa nắm lấy vạt áo của người chú. Chú, chiếc gương đó đã... Người chú khẽ gật đầu, ám chỉ rằng ông đã làm xong xuôi công việc mà thầy Hòa giao, đem chiếc gương về chỗ chiếc tủ gỗ cũ và phong ấn nó lại. Thầy Hòa gật đầu ngượng ngùng, cảm ơn mọi người rồi xin thời gian yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên thầy thất bại trong việc trục vong ma quỷ. Quả thật có chút xấu hổ, chưa biết nói với thân chủ thế nào. Nhưng cho đến thời điểm này, thầy thực sự vẫn không hiểu tại sao mình lại thất bại. Những pháp chế đã đủ mạnh và các bước làm cũng rất chuẩn chỉ rồi. Phải chăng là con quỷ đó quá mạnh? Vậy thì khi tiếp xúc với nó lần trước, sao thầy không nhận ra luồng oán khí mạnh tới vậy? Nếu bản chất nó thật sự mạnh mẽ thì thầy đã biết. Trận pháp hôm qua, cảm giác giống như là thầy không thể tác động tới nó thì đúng hơn. Những lá bùa phép tung ra chỉ có công dụng một lát rồi tàn ngay. Viên đá thạch anh tinh chất cũng không thể làm gì được nó. Đòn đánh tâm lý chí mạng là đem đứa con gái vào cũng không thể gây sự rung động cho nữ quỷ. Điều gì đã khiến nó giữ oán niệm bám trụ trên cuộc đời này? Nó muốn điều gì? Tại sao nó lại mê muội như vậy? Mà còn, cô bé bí ẩn tự xưng là bạn của Ly nữa chứ? Sao cô bé lại xuất hiện trong giấc mơ của thầy như vậy? Hàng trăm câu hỏi cứ đột ngột ùa tới khiến thầy Hòa cảm thấy rối như tơ vò. Thầy cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng nói năng gì. Người chú và gia đình bé Ly tò mò lắm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thầy Hòa. Chết dở, có vẻ không ổn rồi. Mẹ cô bé nói với bố Ly. Chắc không sao đâu, cứ từ từ xem nào. Anh cũng chẳng hiểu hôm đó có chuyện gì. Thầy dặn chúng ta là cứ ở yên trong nhà, mãi khi ông chú nhờ mới qua tìm. Hai hôm sau, thầy Hòa xuất viện. Khi kiểm tra các vết thương đã tạm ổn, dù vẫn còn hơi đau. Ông nói rằng bố mẹ cô bé yên tâm, thầy sẽ tìm hướng khác, xin tá túc thêm ít hôm. Trên chiếc taxi từ viện về, thầy Hòa vẫn cứ giữ khuôn mặt suy nghĩ mông lung của mình, nhìn ra ngoài cửa xe, miệng ông không ngừng lẩm bẩm. Không có bổn phận, không có bổn phận. Vừa xuống xe, thầy Hòa tập tễnh đứng ra một góc bấm điện thoại gọi cho chủ căn hộ 1106, vừa bị dọa thất kinh để nói tiếp chuyện gì đó. Tắt máy xong, mặt ông trở nên rạng rỡ hơn. Ông đập tay vào nhau chan chát. Ra vậy, có đường rồi, thảo nào, không có bổn phận ư, ra vậy. Thầy tìm ra điều gì à? Người chú đi cùng gặng hỏi. Đến chiều nay cháu mới khẳng định được chú à? Về đến nhà của Ly, thầy Hòa vẫn đứng ngồi không yên. Ông vào phòng để thăm người chú bị nhập xác hôm trước, đến giờ vẫn chưa hết mệt. Thầy Hòa còn đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi châm cứu, sung nóng, đã thông kinh lạc cho chú. Ông cũng không ngờ lần này nhập vong quỷ vào người lại để lại di chứng nặng nề như vậy. Ở độ tuổi của chú ấy, thầy Hòa không nên mạo hiểm thêm lần nào nữa. Xong xuôi, thầy Hòa ngồi đợi đến chiều. Giữa chiều, bà chủ nhà căn hộ 1106 lại ghé qua mở cửa cho thầy Hòa vào. Vốn dĩ gia đình đó không muốn liên quan đến thầy Hòa sau vụ việc vừa rồi nữa. Thế nhưng bằng cách thuyết phục nào đó, thầy Hòa đã mời được bà chủ ghé qua. Bà chủ lầu bầu nói. Nhanh lên nhé, tôi còn công việc đấy, thật sự mất thời gian quá. Cánh cửa vừa bật mở, thầy Hòa chẳng có chút sợ hãi điều gì vừa xảy ra với mình hôm trước mà lao ngay vào bên trong, chỗ căn phòng chứa chiếc tủ gỗ. Bà chủ nhà lật đật đi theo. Này, thế bao giờ đống đồ này mới dọn được, cho tôi còn mời khách đến xem nhà. Bà chủ chỉ vào đống chỉ đỏ quấn quanh chiếc tủ gỗ. Từ từ, cũng may là bà không bán nó đi đấy. Thầy Hòa vừa lẩm bẩm, vừa khẽ gỡ từng sợi chỉ. Ai bảo gia đình tôi chưa bán, sau vụ việc đấy chồng tôi tống khứ ngay chiếc tủ cho một cửa hàng mộc.
Thế rồi từ hôm đó ông ấy cứ gặp ác mộng suốt, người mệt mỏi không sao làm việc được. Xong là còn nhìn thấy cô ta nằm cạnh đứa trẻ nữa, ghê phải biết. Cô ta gào lên trong mơ rằng đòi chiếc tủ về. Chồng tôi ghê quá mới đi tìm mua lại. Cửa hàng mộc đó thấy thế thì mừng húm bán lại ngay. Chắc cũng đoán được sự lạ gì. Rồi nghĩ không ở đấy nữa nên đành để chiếc tủ về chỗ cũ. Bà ta thì thầm, thao thao bất tuyệt. Tiếng cánh cửa tủ mở ra khe khẽ. Thầy Hòa nhìn sâu vào cánh tủ có lắp chiếc gương đen kịch vẫn đang đính lá bùa. Lá bùa đã bị rách mất một nửa. Không nhanh đúng là đau đầu. Ông dùng tay lần mò bên viền cánh cửa, lần thấy một dòng chữ. Đọc được dòng chữ đó, thầy khẽ mỉm cười như một bài toán đã tìm ra lời giải. Cảm ơn nha, tôi đã hiểu vấn đề rồi. Một thời gian nữa, xin bà hãy tạo điều kiện. Thầy Hòa tiễn bà chủ nhà lên xe đi mất. Ngày sáng hôm sau, thầy Hòa đã lên đường cùng với hai người chú của mình tới một nơi trong thành phố. Thầy Hòa bước xuống xe taxi, vuốt phẳng mép chiếc quần rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà có mái tam giác, sân trắng mút lịch thiệp. Thầy Hòa và hai người chú đứng trong sảnh chờ đợi, dãy hàng ghế gỗ ngay ngắn trải dài tới tận gần chân một bức tượng lớn. Chúa Giê-xu trên kỳ thánh giá. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn bước từ phía cánh cửa phía trong ra, theo sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh. Lại gần ba người, người phụ nữ nhỏ nhắn cất tiếng. Chào ba vị, tôi là Nga, còn đây là Mục sư Cường, mục sư quản nhiệm của nhà thờ chúng tôi. Thầy Hòa giơ tay ra, bắt lấy tay của vị mục sư cũng tầm tuổi thầy, lắc nhẹ một cách chắc chắn. Ông giới thiệu với Mục sư Cường hai người chú đi cùng của mình. Tôi là Hòa, bạn thân của anh Kiên. Đợt trước đã được nghe Kiên kể lại về cha. Hôm nay rất mừng đã được gặp cha. Ấy đừng gọi tôi là cha, cứ gọi tên như bình thường được rồi. Đạo Tin Lành chúng tôi không đặt nặng chuyện đó đâu, tôi nghe không quen. Vậy là anh là bạn thân của Kiên hả? Đợt đó tôi cũng có dịp ghé thăm nhà bác của Kiên. Thế hôm nay phiền anh qua đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Vị mục sư cười hiền lành, dễ mến. Thực ra tôi có một vụ việc muốn tham khảo ý kiến của anh và nhờ anh giúp đỡ. Tôi nghi rằng có một nơi có dấu hiệu quỷ ám. Quỷ ám? Để khẳng định có quỷ hay không, phải cần chút dấu hiệu của sự dữ. Mục sư Cường cau mày. Thú thật với anh, tôi cũng là một thầy Pháp, được bố mẹ một cháu bé mời đến xem nhà vì cô bé con luôn có những ảo giác lạ kỳ. Khi tôi đến xem thì cảm nhận được những oán niệm bắt nguồn từ căn hộ bên cạnh. Tôi đã tìm được căn nguyên cái chết của vong ma đó. Thế nhưng trong lễ trục vong hôm trước, vong ma đó có dấu hiệu bất phục. Dù tôi có sử dụng nhiều cách trước vong như thế nào chăng nữa thì vẫn không ổn. Mục sư Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi mới buông lời. Tôi không rõ cách làm của anh thế nào nên cũng không dám bình luận bừa. Có gì không phải mong anh lượng thứ trước. Đức tin ra sao thì người hay quỷ sẽ đều khác. Hay là vì vong ma đó quá chấp niệm, anh chưa tìm ra đúng cách. Nếu chỉ đơn thuần có vậy thì chưa thể khẳng định đó là một con quỷ chống đối Chúa. Thầy Hòa lắc đầu. Khi tôi tiếp xúc và tiến hành cảm xạ thì không hề cảm thấy sức mạnh nào ghê gớm tới mức đó phát ra từ vong ma cả. Tôi sờ được ở trên tấm gương dùng để trấn giữ nó có khắc dòng chữ tên của bà ta khi còn sống kèm theo dấu thập tự bên cạnh. Hơn thế nữa, có những lúc nó lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ khác. Thật sao? Đúng, tôi cảm nhận như là vốn dĩ bùa chú của tôi không có tác dụng với nó là bởi nó vốn dĩ không đặt đức tin ở đây. Tôi đã gặng hỏi, vong ma đó khi còn sống là một người phụ nữ theo đạo Tin Lành. Gia đình chồng vẫn theo đạo Phật nên không quan tâm lắm tới đức tin của bà ta. Có khi cúng liệm cũng vẫn theo lệ cũ. Bất đắc quá tôi mới đành phải tìm đến anh. Ra vậy. Vị mục sư thở hắt ra, cúi đầu. Người đàn bà đứng bên cạnh nãy giờ chỉ nghe chứ không nói gì cả. Tôi quả thực rất muốn giúp anh. Thế nhưng hiện giờ tôi không thể. Rất xin lỗi. Mục sư Cường cúi đầu. Xin hãy giúp tôi, giờ tôi không thể can thiệp vào được. Tình thế sẽ ngày càng nguy cấp. Tôi thấy trong khu nhà đó có rất nhiều sự lạ. Con quỷ ấy sắp thoát ra rồi. Quả thật không ổn chút nào. Thầy Hòa khẩn cầu. Tôi rất xin lỗi. Tôi quả thật không được. Mục sư Cường cúi đầu chào rồi lùi bước đi vào trong. Ánh mắt đã tắt những tia sáng niềm nở lúc nãy. Giờ chỉ còn người phụ nữ trung niên đứng lại.
trước đây anh đã giúp gia đình Kiên mà, tại sao chứ? Thầy Hòa vẫn cố gọi với theo. Các anh đừng ép anh Cường nữa, anh ấy có những nỗi khổ tâm riêng. Các anh qua đây dùng trà với mọi người trong nhà thờ nhé. Có gì chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. Thầy Hòa rầu rĩ cùng hai người chú đi theo bà Nga. Thầy đâu ngờ rằng cuộc trò chuyện vừa rồi của thầy với mục sư Cường đã có người nghe được. Cuộc trò chuyện nho nhỏ với một vài người trong nhà thờ khiến tâm trạng của thầy Hòa trở nên khá hơn. Mọi người chia sẻ khá nhiều về đức tin, về những cách có thể giúp đỡ thầy Hòa cũng như giới thiệu cho thầy một vài vị mục sư ở các tỉnh khác. Sau cùng, thầy Hòa mới chào mọi người và cùng hai chú rời đi. Trước giờ trong thầy luôn giữ vững đức tin của mình, về những gì mình làm. Hôm qua, chính bản thân thầy phải nhìn nhận và thay đổi vấn đề. Nếu vòng ma đó có một đức tin khác, quả thực thầy không thể chạm tới nó. Đó là lý do vì sao cô bé bí ẩn kia luôn nói thầy không có bổn phận ở đây. Vừa bước ra khỏi cổng, thầy đã nghe tiếng gọi giật giọng. Này, này, anh với hai chú gì ơi, xin hãy dừng chân. Thầy Hòa khựng lại, quay đầu lại sau theo phản xạ. Người gọi thầy đang đứng ở bục vào sảnh, là một thanh niên khá trẻ, dáng người cao gầy. Có chuyện gì vậy? Người thanh niên mỉm cười bí ẩn, tiến lại gần. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện, rất vô tình thôi. Xin lỗi vì nếu khiến anh không thoải mái. Tôi có thể giúp đây. Thấy thầy Hòa yên lặng lắng nghe, người đàn ông trẻ tiếp tục nói. Lúc nãy, tôi có nghe được anh nói tới một vụ quỷ ám. Tôi là một người truyền đạo, tôi nghĩ tôi có thể giúp được. Anh có chắc chắn không? Tôi nghĩ rằng vụ việc này cần người có đức tin vững chắc nhất và phải vô cùng can đảm. Thầy Hòa hồ nghi. Có chứ. Tôi từng theo các mục sư chứng kiến những vụ đuổi quỷ rồi. Tôi sẽ làm được thôi. Còn hơn bây giờ anh đi tìm những mục sư khác. Họ cũng rất bận hoặc là họ sẽ từ chối nếu như chưa có bằng chứng rõ ràng. Như vậy sẽ rất mất thời gian. Mà tôi nghĩ nếu như anh tìm đến tận đây rồi, chứng tỏ là vụ việc rất gấp gáp. Tôi sẽ cố gắng để giúp. Người đàn ông trẻ thuyết phục. Thầy Hòa cảm thấy lời lẽ của người đàn ông cũng có lý, bèn cảm ơn và hẹn ngày giờ để anh ta qua xem giúp. Cùng lúc đó, ở trong căn hầm dưới khu nhà Ly, một người đang ngồi thu lưu vào góc tường trong phòng ngủ bảo vệ. Mồ hôi túa ra như tắm. Mắt anh ta đỏ ngầu như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Người thay ca cho anh ta đến được hơn tiếng. Sắp đến giờ nghỉ trưa, ông mới vào phòng nghỉ dục. Sao còn chưa về? Em về nghỉ đi, mai còn làm ca sáng. Sao thế? Hay là ốm rồi? Không, có gì. Anh ta lắp bắp. Người đàn ông này đâu chỉ khoảng 30 tuổi. Người bảo vệ kia vớ lấy chiếc điếu cày đang dựng ở góc tường, châm lên rồi hít một hơi, đoạn nói. Hôm qua có chuyện gì hả? Đừng sợ, không có gì đâu. Chúng ta đều biết là nó sẽ không thoát ra được, có hại gì đến chúng ta đâu mà. Ban quản lý đã giao việc như vậy, có gì nặng nhọc đâu. Này, cầm lấy, hít một hơi cho tỉnh táo, rồi về nghỉ ngơi. Ông ta đưa chiếc điếu cho anh bảo vệ trẻ. Anh bảo vệ trẻ im lặng đón lấy, khẽ hít rồi ho sặc sụa, chẳng nói câu nào. Người bảo vệ kia đi ra khỏi phòng vì thấy có xe chuẩn bị ra ngoài. Người bảo vệ trẻ ngập ngừng gọi với theo, như định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Trán anh vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Xong xuôi, ngồi thêm một lúc, anh ta run rẩy đứng lên, vớ lấy áo mũ, chìa khóa rồi ra ngoài sân, lấy xe của mình để đi về. Chuyện xảy ra hôm qua với anh khiến anh không khỏi run sợ. Tiếng cười man rợ cùng giọng nói the thé vẫn âm vang trong tai anh. Hãy im như một đứa câm đi, mày sẽ chết. Rùng mình thêm một lần nữa, người bảo vệ trẻ trèo lên xe rồi phóng đi. Anh cần khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm lại. Lương khá ổn, công việc không vất vả. Một người chưa học hết cấp 3 như anh, vậy là mừng rồi. Nhưng chỉ vì thế mà phải chịu đựng bí mật này. Có đáng không? Anh có nên nói ra không? Cứ thế, mãi miết đi trên đường, anh bảo vệ chẳng còn tâm trí đâu để ý gì xung quanh. Bất chợt, có một bàn tay từ phía sau ôm lấy mắt anh. Tầm nhìn phía trước bị che lấp đi. Anh ta hét lên. Thế nhưng không ích gì. Người qua đường chỉ kịp trông thấy một chiếc xe máy phóng vút từ làn đường bên kia sang phía bên này, tông trực diện vào một chiếc xe tải đi ngược chiều.
Người ngồi trên chiếc xe đó văng lên trời rồi ngã xuống nền đất. Chiếc xe máy vỡ vụn. Tai nạn kinh hoàng khiến người bị nạn khó lòng sống sót. Người lái xe tải bị sốc sau khi thấy người thanh niên tự lao vào xe mình. Anh không sao tránh kịp. Máu chảy từ xác nạn nhân lê láng một vũng dưới nền đường nhựa. Sao cơ? Người bảo vệ tên Trung mặt biến sắc. Thằng Dũng nó mất rồi á. Ông ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế nhựa ngoài cửa hầm, tay run run nói với một người bảo vệ khác. Sao lại thế được? Tôi vừa gặp nó sáng nay, hôm qua. Có chuyện gì đó? Chẳng hiểu sao nó lại dám mở cửa vào trong ấy, bị dọa không ra bộ dạng gì rồi. Liệu có liên quan không? Thế lễ viếng bao giờ tổ chức? Khổ thần quá. Ngày hôm sau, tin anh bảo vệ trẻ gặp tai nạn chết đã lan đi trong tòa nhà. Những người dân chỉ xì xào với nhau chứ cũng không dành thời gian đi viếng. Họ chỉ nghe đồn là cậu ta bị ốm rồi lạng tay đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều mà thôi. Thầy Hòa đã mời Huy, người truyền đạo trẻ tuổi hôm trước đề nghị giúp đỡ, ghé qua trong buổi chiều hôm đó. Bà chủ nhà đã gửi lại chùm chìa khóa nhà cho bác bảo vệ ở dưới. Hẹn cuối buổi chiều qua lấy lại. Bà ta thông báo rằng sắp tới sẽ có người mới chuyển đến nên hãy giải quyết mọi việc thật nhanh. Việc nhờ vả liên tục này khiến thầy Hòa cũng e ngại, chỉ mong được kết thúc sớm. Huy bước chân vào căn hộ 1106 yên tĩnh, bước vào căn phòng thầy Hòa chỉ. Anh ta tiến đến chiếc tủ, sờ bàn tay khá to và thô ráp của mình lên đó rồi mở cánh cửa tủ ra, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đã được sơn đen. Anh ta áp bàn tay lên tấm gương đó rồi ghé tai vào. Thầy Hòa giờ mới để ý ngón tay cái của anh đeo một chiếc nhẫn thánh giá. Tiếng động ngay lập tức dội lại từ phía sau tấm gương như có người đập tay vào. Huy loạng choạng lùi lại. Đúng là có phản ứng. Như vậy là... Thầy Hòa hỏi. Huy giơ tay lên miệng ám chỉ yên lặng. Anh ta đi vòng ra sau tủ, áp tai vào tường ngay sát đó rồi nhắm mắt. Đoạn anh ta quay sang. Giúp tôi nhấc chiếc tủ ra bên cạnh có được không? Thầy Hòa nói. Sao vậy? Liệu có ảnh hưởng gì không? Huy lắc đầu chắc nịch. Nghe vậy, ngay sau đó hai người đàn ông cùng nâng chân tủ, gắng sức nhấc ra dời sang bên cạnh. Khoảng trống đằng sau lộ ra một mảng tường nhỏ đã nứt. Bên trong là một tấm lưới giống như hệ thống thông gió cũ. Có vẻ như trước đây lỗ thông gió này đã bị bít lại. Ở căn hộ gia đình Ly, thầy Hòa chưa từng nhìn thấy chiếc lỗ thông gió này. Huy ghé tai vào mảng tường lắng nghe tiếp. Một lúc, anh ta quay sang mỉm cười. Anh phát hiện ra điều gì sao? Anh lại đi. Nếu như anh nói anh có khả năng tâm linh thì hãy thử nghe xem. Nếu là sự dữ thì bất kỳ ai có chút cảm xạ cũng có thể cảm nhận được. Thầy Hòa bèn tiến lại gần chiếc lỗ thông gió cũ kỹ trên bức tường trông hết sức vô hại kia. Thầy cũng làm giống như Huy, áp tai vào chiếc lỗ thông gió. Tiếng gió thổi lồng lộng từ dưới đâu đó thốc lên vun vút. Thầy Hòa bỗng chốc rùng mình. Có giọng nói khe khẽ vọng lên, xì xầm xì xầm. Nó thì thầm một cách mang rợ bằng chất giọng the thế rồi lại trầm ấm. Lên xuống bất thường mà không phải ai cũng có thể nghe thấy được. Bất chợt, thầy Hòa cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói đó mang âm điệu khác lạ cùng những xung cảm lạnh lẽo xông tới. Báo hiệu nó không thuộc về thế giới này cũng không hề dễ đối phó. Thầy Hòa lảo đảo lùi lại. Vậy ra... Tôi... Theo suy đoán của tôi thôi nhé. Tôi nghĩ rằng thực thể dữ tợn nhất hiện giờ không nằm trong chiếc tủ này. Thứ đó, liệu giờ nó đang nằm ở đâu? Chỉ ở trong tòa nhà này thôi. Và nó đang thao túng vong ma này, cho vong ma mượn sức mạnh, trở thành quỷ. Huy chỉ tay vào chiếc tủ. Ngay dưới căn hộ này cũng vừa có một vụ tự tử của một bà mẹ đơn thân. Cậu nghĩ rằng có liên quan không? Các dấu hiệu cho thấy rằng cô ta sinh hoạt không giống người thường trước khi mất. Tôi nghi là... Huy đáp. Nếu ở gần chiếc lỗ thông gió này sẽ dễ nghe quỷ dẫn dụ, nhất là những người có tinh thần yếu kém. Chưa nghe rõ đầu đuôi thì tôi không dám khẳng định, nhưng mà có thể lắm. Những con quỷ địa ngục luôn thèm khát linh hồn con người mà. Tự tử cũng là một cách hiến sinh cho quỷ mà thôi. Vậy tòa nhà này có quá nhiều bí mật. Thầy Hòa lắc đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu thôi, tìm xem con quỷ thực sự đang ở đâu. Thầy Hòa hỏi bố mẹ Ly để tìm đường xuống văn phòng ban quản lý khu nhà. Trên đường đi,
Huy đều đưa hai tay ôm lấy khuỷu tay của mình dù tiết trời không quá lạnh. Người thanh niên này có dáng vẻ mực thước, điềm đạm. Trên sống mũi hơi cao, luôn ngự một cặp kính cận. Khi đi qua sảnh tòa nhà đi tắt ra sân, Huy nhìn xung quanh sàn nhà, khẽ cau mày. Để đi tới văn phòng ban quản lý khu nhà, hai người phải đi vòng ra sau tòa nhà, nơi có một tòa nhà hai tầng được xây tách biệt để làm văn phòng. Vừa bước qua chiếc lò hóa nằm ở góc sân, tai thầy Hòa đã dựng lên vì thứ âm thanh kỳ quái vọng lại. Thầy quay ngoắt lại nhìn về phía chiếc lò hóa. Thầy rùng mình nhận ra, ở bên trong lò hóa có những cặp mắt đang nhìn về phía anh. Những bàn tay nho nhỏ trong suốt, mỏng nhẹ như làn khói đang bám đầy vào thành lò hóa. Thầy Hòa chợt nhớ lại lời kể của cô bé Ly về những âm thanh kỳ quái ở lò hóa sau nhà. Những đứa trẻ đó kêu lên, vừa cười vừa vẫy tay với thầy Hòa. Rất nhanh, chúng đeo bám lên nóc của lò hóa, bấu víu nhau, chen chúc như cầu mong thầy Hòa sẽ để ý tới chúng. Phải đến hàng trăm đứa. Anh nhìn cái gì vậy? Huy thấy thầy Hòa đứng sững lại thì hỏi. Tôi nhìn thấy rất nhiều vong thai nhi. Tại sao ở đây lại có vong thai nhi? Thôi, những điều đó chúng ta hãy hỏi họ đi. Huy chỉ tay về phía tòa nhà hai tầng trước mắt. Hai người đàn ông bước lên tầng 2 để vào gặp trưởng ban quản lý nhà. Ban quản lý có 3 người ngồi trong văn phòng, có một người đàn ông ra tiếp. Ông ta mời hai người tách trà rồi hỏi có chuyện gì. Những chuyện tế nhị như thế này, thầy Hòa cảm thấy đáng lẽ cần người trong khu nhà trực tiếp hỏi sẽ hay hơn. Thế nhưng mọi người đều bận vào giờ hành chính, việc thì lại gấp gáp không thể kéo dài. Vậy nên thầy và Huy đành phải hỏi. Thầy tự nhận mình là người thân trong gia đình của một hộ trên tầng 11. Phàn nàn về chất lượng khu nhà, thang máy hay hỏng hóc, an ninh khu nhà chưa thực sự được đảm bảo. Thầy Hòa khéo léo hỏi về việc xây dựng khu nhà trước đây. Nghe nói xây mới được 4-5 năm, vậy mà chất lượng đã đi xuống. Liệu có chuyện gì ẩn giấu hay không? Không ngoài dự đoán của hai người, người trong ban quản lý tòa nhà chỉ có biện pháp xoa dịu, nói rằng khu nhà này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Được xây mới, những vấn đề trục trặc họ sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sắp tới. Bước xuống sân, thầy Hòa thở dài. Nãy giờ Huy chỉ im lặng, thầy Hòa nói. Khu nhà này không thể chỉ có vậy, họ giấu giếm điều gì đó. Nhưng giờ cư dân đều là người mới, dò hỏi cũng rất khó. Đi qua sân trước, thầy Hòa bỗng chợt nhìn thấy bóng dáng một người đứng bên ngoài song sắt bao quanh sân khu nhà. Người đó nắm chặt hai tay vào song, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thầy, đầy nét thù hằn giận dữ. Đó chính là cô bé bạn Ly thầy đã từng gặp lần trước. Huy nhìn theo ánh mắt thầy Hòa, khẽ nói. Ở đây đúng là nhiều ma quỷ, con quỷ đó sao lại theo anh nhỉ? Đừng nghe nó dẫn mị đấy. Khi bước chân qua sảnh, cả hai người đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo cự cãi ở dưới hầm vọng lên. Thầy Hòa sực nhớ ra một chuyện mà thầy đã quên. Người bảo vệ mang dáng điệu mệt mỏi thầy đã từng gặp. Biểu hiện của những người bảo vệ không được tốt cho lắm. Họ ở ngay sát dưới hầm này, rất có thể đã bị ảnh hưởng. Liệu họ có cảm nhận hay biết chuyện gì chăng? Thầy Hòa kéo Huy đi cùng tới cánh cửa bên trái dẫn xuống hầm ngay cạnh đó để gặp những người bảo vệ khu nhà. Hai người cố gắng tìm hiểu bí mật chôn sâu dưới những lớp đất này là gì. Thầy Hòa cùng Huy bước xuống căn hầm, đúng lúc nhìn thấy hai người bảo vệ trực ca đang đứng cự cãi với nhau về vấn đề gì đó. Thầy Hòa tiến đến cạnh bọn họ, chào nói vui vẻ, nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn mệt mỏi và đầy hằn học. Các anh ơi, cho tôi hỏi chút. Chúng tôi không biết gì hết, có gì cứ hỏi quản lý nhà, giờ đi ra chỗ khác cho tôi làm việc. Người đàn ông gắt lên, phản ứng của họ khiến thầy Hòa cũng phải giật mình. Từ từ đã, tôi biết các anh đang cất giấu bí mật, những người gian dối luôn được chú nhìn ra. Huy khẽ cười, nói đi thẳng vào vấn đề. Mày đừng có mà gây sự. Người đàn ông gân cổ lên nhưng đã được người bảo vệ kia kéo lại. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi thấy ở trong khu nhà này có những hiện tượng tâm linh đáng sợ. Sự hiện diện của những thực thể đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của các anh, tôi nghĩ rằng các anh cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở đây. Tôi và anh bạn đây có đủ khả năng để giúp đỡ mọi người. Xin đừng chỉ mũi dùi về phía chúng tôi như thế. Các anh hãy cứ dành thời gian cân nhắc. Đây là số điện thoại của tôi. Khi các anh thực sự cần giúp đỡ,
hãy gọi cho chúng tôi. Càng sớm càng tốt nha. Thầy Hòa đưa tấm bưu thiếp ra dúi vào tay người bảo vệ. Nói xong, thầy Hòa vỗ lưng Huy ra hiệu rời đi, để lại hai người đàn ông nhìn trân trân theo phía sau. Thầy Hòa lên nhà sẽ cố gắng nhờ bố mẹ Ly thuyết phục thêm. Chưa thu hoạch được gì đáng kể, Huy cũng về nhà và đợi thầy Hòa liên lạc sau. Đêm hôm ấy, những nỗi ác mộng vẫn giày vò những bảo vệ trực đêm trong căn hầm. Họ ngồi trong phòng xoa cổ tay bầm tím với những vết cào, mồ hôi tú ra ướt lưng áo. Chẳng mấy khi họ được ngủ yên, thế nhưng họ không thể để mất việc. Giờ xin việc mới đâu có dễ dàng gì. Trước giờ họ vẫn chịu được, chỉ là dạo đây... Không cần chờ đợi lâu, hai ngày sau, điện thoại của thầy Hòa đã reo lên. Thầy mừng lắm khi nhận ra giọng nói của một người bảo vệ, này đã có vẻ thân thiện hơn trước. Thầy Hòa xin một buổi gặp mặt tất cả những nhân viên trong khu nhà để gặng hỏi một số chuyện. Tất nhiên là buổi gặp mặt cần được giữ kín nhất có thể. Vậy là buổi chiều hôm sau, thầy Hòa cùng hai người chú, bố mẹ Ly, Huy đã tới căn phòng kho của bà Uyên, lao công mới của tòa nhà để gặp mặt. Cuộc gặp mặt chỉ có thêm bốn người nữa, ba chú bảo vệ và bà Uyên lao công. Bà Uyên đã chuẩn bị bánh trái và nước vối để mời khách. Căn phòng kho này chật chội, chỉ có giường với mấy chiếc ghế nhựa kê tạm để mọi người ngồi. Cánh cửa được khép hờ khi mọi người đã ổn định. Đôi bên nhìn nhau khó xử, cuối cùng thầy Hòa lên tiếng trước. Hôm nay tôi rất cảm ơn sự có mặt và chia sẻ của mọi người. Gia đình cháu bé cũng là cư dân của tòa nhà đây. Cháu bé trong gia đình đã bị những thế lực ma quái câu dẫn, tâm thần bất ổn định. Để giải quyết rõ ngọn ngành, tôi mong mọi người hãy nói ra những điều mình biết về khu nhà này. Chúng tôi đã được dặn là phải giữ bí mật tuyệt đối, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà đất của chủ đầu tư. Mọi người hãy đảm bảo rằng chuyện này không lọt ra ngoài. Làm ơn. Người bảo vệ khẩn khoản. Chúng tôi hứa danh dự. Bố mẹ Ly cất tiếng. Trước hết, tôi có câu hỏi này. Tôi nghe nói là khu nhà được xây mới có khoảng 5 năm. Vậy mà sau khi tôi bước vào đây lại không có cảm giác gì như vậy. Nhất là khu sảnh dưới này, nền gạch đã có dấu hiệu bong tróc, tường thì ố và ẩm. Xin lỗi, bởi vì tôi học ngành kiến trúc ra, đi công trình nhiều, nhìn sơ là biết. Huy để cặp kính cận lên sống mũi, cất tiếng nói. Những người bảo vệ nhìn nhau, sau cùng cũng thở hắt ra. Một người nói. Đúng, cậu nói đúng. Khu nhà này chỉ có 2/3 là mới thôi. Nó được xây dựng trên nền của một bệnh viện cũ. Phần hầm và sảnh chỉ sửa sang lại chứ không đập đi. Ngay cả các khu nhà xung quanh cũng được trưng dụng. Tiểu cảnh quanh sân cũng vậy. Bố mẹ Ly thở dài thất vọng vì bản thân mình đã mắc lừa. Vậy lý do là gì? Tại sao không xây lại hết? Có phải do chủ đầu tư muốn ăn bớt tiền không? Đó chỉ là một phần thôi. Lý do chính cũng ám ảnh chúng tôi mấy năm nay. Đó chính là căn hầm B2 dưới nhà để xe. Ở đó có gì chứ? Mọi người ngạc nhiên. Tôi tưởng chỉ có một căn hầm để xe thôi chứ. Không. Dưới căn hầm để xe còn một tầng hầm nữa. Khi được tuyển dụng vào đây, tôi cũng rất mừng vì việc chia ca nhàn, tuần có ngày nghỉ, lương khá cao. Thế nhưng khi vào làm lại được giao nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản. Đó là hàng ngày đưa cơm cho một người đang sống ở dưới hầm. Nhiệm vụ này tuyệt đối bí mật. Vậy là dưới hầm tòa nhà này có người sống. Làm như vậy có trái pháp luật không đó? Thầy Hòa kêu lên. Người đó đâu có biểu hiện bình thường. Khu vực dưới đó từng là nhà xác bệnh viện. Khi xây dựng không ai dám đụng tới. Ông ta đã bị giam ở đó từ lâu rồi. Không hiểu lý do là gì. Nhưng ông ta rất lạ, rất ghê rợn. Lúc chửi bới, lúc nguyền rủa chúng tôi, lúc lại thỏ thẻ ngọt ngào, nói bằng những chất giọng lạ. Đôi lúc, chúng tôi chứng kiến những cảnh tượng không hiểu sao ông ta có thể làm được. Giọng người bảo vệ lắp bắp, càng lúc càng luống cuống. Đêm đêm khi trực ca ở đây, chúng tôi luôn bị quấy rầy bởi những tiếng nói, tiếng cười phát ra từ phía căn hầm ấy. Xe máy, xe đạp để ở vị trí cánh cửa dẫn xuống căn hầm đó, sáng ra sẽ luôn bị đổ rạp không lý do. Cơ thể chúng tôi thường xuyên mệt mỏi, tâm trạng nặng nề hơn. Dạo đây, hắn ta còn trêu ghẹo. Một người bảo vệ nữa cất tiếng, đoạn kéo ống tay áo để lộ những vết bầm tím. Thầy Hòa quay sang nhìn Huy đầy hàm ý. Thế,
cận vụ việc xảy ra ở căn hộ 1106. Mấy anh có biết không? Chúng tôi, những người làm ở đây từ đầu thì có biết sơ qua, biết rằng trong căn hộ đó có vấn đề. Anh Minh, anh nói đi. Người bảo vệ nhấm nháy, người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng. Tôi là người làm ở đây lâu nhất. Vụ tự tử đó tôi có biết, nhưng lời đồn thổi hồi ấy bị dập tắt vì sợ ảnh hưởng tới cư dân. Thế rồi có một phong ma xuất hiện trong căn hộ đó, khiến cho chẳng ai ở được đó lâu. Chúng tôi biết là do cái chết bất thường ở đấy. Người tận mắt chứng kiến sự ghê rợn của vong ma đó chính là bà Thơm, lao công cũ của tòa nhà này. Vào một đêm, bà ấy dọn dẹp muộn ở bên ngoài hành lang thì gặp nó. Nó tóm lấy bà ấy rồi xiết lên trên trần nhà. May mà lúc đó có người đi làm về muộn, nó mới lẩn đi mất. Bà ấy định xin nghỉ việc ở nhà vì sợ hãi, gia cảnh cũng khó khăn. Chúng tôi động viên mãi thì bà ấy mới đi làm lại. Sau đợt đó, nhà ấy phải mời thầy về trấn giữ, giam con ma nữ vào trong chiếc tủ. Nhưng ông thầy đó cũng không cao tay lắm, phép phong ấn không được lâu. Để phòng bị, ông ta bảo người dân trên các tầng nhà treo những chiếc chuông gió, giữ yên lặng sau 11 giờ đêm. Bề ngoài bảo rằng để xây dựng hình ảnh khu dân cư, nhưng thực chất là để tránh bắt gặp phong ma và báo dấu hiệu tràn âm khí. Có người làm theo, người không, không thể ép được. Những chiếc chuông gió hễ vang lên là báo hiệu có vong ma xuất hiện. Chỉ cần giữ yên lặng cho qua đêm dài là được. Cư dân không biết thì không sao, nhưng những người biết sự thật như chúng tôi thì cứ nơm nớp từng ngày. Rồi cũng bẵng đi vài năm, mọi thứ dần ổn định. Do biết quy cách nên chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn. Cho tới ngày vụ đâm người đó xảy ra, chúng tôi cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành. Thế rồi bà Thơm bỏ đi lần nữa, có nhắn lại rằng thứ đó lại thoát ra ngoài hoàn toàn. Chắc bà ấy lại bắt gặp điều gì ghê rợn. Không chỉ có vậy, trước giờ khu nhà này luôn có những hiện tượng kỳ dị. Vậy tại sao các người lại giấu đi cơ chứ? Các người có biết con gái tôi đã khổ sở thế nào không? Đáng lẽ những chuyện này phải được công bố và giải quyết. Bà An, mẹ Ly nói một cách tức tối. Chúng tôi cũng phụ thuộc vào chủ mà, cũng có cái khổ tâm, xin đừng trách móc. Bầu không khí lạnh tanh, nặng như chì. Bà Uyên với lấy một miếng bánh đưa cho Huy và nói: Thôi, mọi người đừng cãi vã làm gì, giờ hãy tìm cách giải quyết. Tôi tin chú vẫn luôn ở đây phù hộ chúng ta. Này, cậu ăn đi, mọi người ăn bánh quy đi, ngon lắm. Bà cũng là người theo đạo. Huy ngạc nhiên hỏi: Vâng, chú phù hộ chúng ta. Vậy còn khu vực thang máy từng có chuyện gì? Thầy Hòa hỏi. À, gần đây có cái chết đáng tiếc của một cháu bé nhà ở tầng 6. Chẳng nhẽ lại... Không, trước đó cơ. Trước đó thì không có gì xảy ra cả. Vậy sao? Thầy Hòa trầm ngâm, cảm thấy không đúng với những gì mình nhìn thấy. Lò hóa vàng sân sau nhà đây là xây mới sao? Ở đó có từng xảy ra gì nữa không? Lò hóa đó hình như chỉ là cải tổ lại. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng người dân vẫn sử dụng bình thường. Thầy thấy gì sao? Thôi, trước hết chúng tôi đã hiểu vấn đề mấu chốt rồi. Thầy Hòa nói. Chúng tôi sẽ vào căn hầm đó một chuyến trước. Huy tiếp lời. Thật sao? Đừng, nguy hiểm lắm. Quả thực không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian gần đây mọi thứ không được như trước. Người bảo vệ can ngăn. Chúng tôi cần giám định liệu sự dữ có thật sự tồn tại ở đây hay không. Huy đáp. Nghe vậy, những người bảo vệ đành đồng ý. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và trong tập ngày hôm nay thì thầy Hòa lại có thêm một người đồng hành mới, đó chính là Huy. Ban đầu á, hai cái người đồng hành, hai cái người chú đi theo thầy Hòa, ban đầu bắp cứ nghĩ, trời ơi, chắc là hai chú đi theo lâu lắm nè, rồi hai chú có nhiều kinh nghiệm lắm, ai nghe đâu không. Hai chú vẫn rất là, kiểu như là cũng tội á các bạn, một chú á mà đi vô trong nghĩa địa để mà đi hái cái cây dâu gì đó,
dâu gì quên mất rồi. Đi hái cái cây dâu đó là chú trả ơn. Thì chú cũng không có nhiều kinh nghiệm gì lắm. Rồi một cái chú nữa thì không biết quan hệ như thế nào. Nhưng mà cái chú còn lại là để cho vong hồn nhập vào. Thì chắc là chú đó có kinh nghiệm hơn. Nhưng mà thực chất thì hai chú này cũng không có giỏi việc âm nhiều. Ban đầu Bắp tưởng là hai chú pro siêu cấp mới đi theo thầy Hòa, nhưng mà ai dè không, hai chú nghiệp dư thôi các bạn ơi. Thành ra là gặp những cái sự việc hiện tượng kỳ lạ, hai chú vẫn rất là sợ hãi. Đã vậy cái chú bị nhập lần này lại bị con quỷ nhập cho hành cho lên bờ xuống ruộng luôn. Và tiếp sau đó thì những cái sự việc xảy ra và thầy Hòa đã nhận ra, ủa tại sao mình cứ dùng mọi cách nhưng mà không có liên quan, không có ảnh hưởng gì được cái con quỷ này hết. À thì nhận ra là con người mình có những cái niềm tin khác nhau, thì vong ma vong quỷ cũng vậy. Nó có những cái niềm tin khác nhau, kiểu như là có những cái đạo khác sẽ có thể trấn áp được nó. Điển hình như trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, thì cái vong ma của người phụ nữ tin Nga chết đi á, thì khi còn sống bà ta kính sợ chú và bà ta ở bên đạo Tin Lành. Thành ra thầy Hòa đã tìm đến người có kiến thức về đạo Tin Lành, là tìm đến cha để mà nhờ giúp đỡ. Nhưng mà cha thì chắc là có một cái nỗi khổ gì đó, thành ra là cha không có giúp được. Và thế là một người khác là Huy, cũng là một người truyền đạo. Huy thì tình cờ nghe được câu chuyện và Huy là một người truyền đạo và đã ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng mà chắc là Huy thực sự tốt, chứ Bắp không nghĩ là Huy có bất kể một cái ý đồ gì xấu đâu. Và khi mà hai người cùng với nhau hợp tác điều tra thì thực sự là có những cái diễn biến rất là hay ho xảy ra. Và khi đọc tới đoạn những cái người bảo vệ nói là ở cái tòa nhà chung cư này xây trên một cái bệnh viện, thì Bắp kiểu trời ơi đoán trúng rồi. Kiểu đoán mừng á các bạn. Bình thường đoán có trúng đâu, hôm nay đoán đúng rồi đó, thấy chưa? Thế nào cũng biết là xây lên trên một cái bệnh viện. Thì ngay chỗ cái lò hóa mới có nhiều vong linh trẻ con như vậy. Và cái chủ đầu chủ thầu cái dự án đó cũng quá là độc địa đi. Bắp còn thấy cái bà chủ nhà của 1106 ác nữa cơ. Đã biết cái nhà mình đã có ma, có quỷ ám, xong rồi phong ấn vô trong cái tủ. Vậy đó mà cho người ta mướn. Rồi mấy người mướn vô trong đó ở không biết gì hết trơn, cũng tốn tiền người ta mà. Người ta tốn tiền người ta ở đó, đã vậy người ta còn không có yên ổn nữa. Mọi người cần một giấc ngủ ngon để ngày hôm sau đi làm, tiếp tục kiếm tiền sống mà. Trời ơi, vậy mà bà ác ôm không. Nói chung thì cũng tham tiền các bạn. Bà thì cũng cần tiền để chi trả, mà nhà bán thì lại không có tiền mua cái mới. Thì kiểu như là cái guồng quay cuộc sống nó cứ quay vòng. Nhưng mà thực sự đó là vấn đề đạo đức, đó là vấn đề mà cái bà chủ nhà đó bà không có biết suy nghĩ thôi. Tại vì nếu mà mình cứ làm như vậy thì nó sẽ tổn hao tới âm đức của mình. Tại vì biết cái nhà đó có quỷ mà cái con quỷ nó rất là đáng sợ nữa. Biết là trấn áp rồi nhưng mà lỡ như nó xông ra nó hại người thì sao? Bà không ở được. Mà bà nghĩ sao bà cho người ta mướn để ở, thấy ác không? Đã vậy còn gọi điện hối thúc. Cái kiểu mà thầy Hòa nói á, là nhiều khi nhờ mở cửa ra như vậy cũng ngại. Ở trong bụng Bắp nghĩ chứ. Kiểu như là thầy Hòa đã ra sức giúp đỡ mà. Khi mà thầy trừ khử được cái con quỷ và tìm ra mấu chốt xung quanh những cái sự việc đó, thì cái người bán được nhà là ai? Là cái bà chủ nhà 1106 đó chứ ai? Sao xéo sắc vậy nè? Kiểu như là thầy Hòa đang cố gắng hết sức, không chỉ là giúp đỡ cho cái người ở cạnh đó mà còn giúp trực tiếp giúp đỡ cho cái bà chủ nhà nữa. Vậy mà bà chủ nhà không biết điều. Con người gì á, sống không biết điều, không biết ra tay giúp đỡ nữa chứ các bạn. Thiệt chứ cái nết đọc truyện. Cái nết đọc truyện tới đây cái quạo ngang rồi các bạn. Nhưng mà nghĩ tức chứ đúng không? Nhưng mà tội thầy Hòa. Đây là lần đầu tiên thầy Hòa bị thất bại, nhưng mà không có vì quê quá hay là xấu hổ quá hay là cảm thấy nó nguy hiểm quá mà bỏ cuộc, mà thầy Hòa vẫn quyết tâm ở lại để giúp đỡ cho bé Mai Ly nè, và hơn thế nữa là giúp đỡ cho tất cả cư dân sống ở trong cái tòa nhà đó. Và bản thân thầy Hòa lại kiểu như là không có bảo thủ á, thầy đã mở lòng để mà đi tới một cái tôn giáo khác và nhờ để mà giúp đỡ cho mình, cũng như là thầy cũng cập nhật những cái kiến thức và những cái niềm tin về cái tôn giáo đó. Bởi vì mỗi một người sẽ có một cái niềm tin riêng, và chính cái niềm tin đó sẽ là một cái điều cứu vớt hoặc là một cái chấp niệm gì đó của con người, hoặc cũng có thể là linh hồn. Và vì vậy cho nên thầy Hòa đã cùng với nhau hợp tác với Huy, và hy vọng là với sự hợp tác của hai người có thể tìm ra chân tướng mọi sự việc. Và bây giờ lòi ra là ở dưới tầng hầm có người ở đó nữa, và không phải là người nữ mà là một người đàn ông bị nhốt ở dưới tầng hầm, có thể là từ cái bệnh viện trước. Trời ơi, cái tòa nhà này càng ngày càng có rất là nhiều bí mật động trời chôn vùi ở bên trong tòa nhà này, và đang được thầy Hòa cùng với Huy lật lên từng lớp gạch, từng lớp
bí mật đang dần dần được hé lộ. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Chung Cư Quỷ Dị, một tác phẩm của tác giả Thục Linh nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.